Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay Đạt xin được giới thiệu cho anh em một bộ nồi rim Thái nha. Thì bộ nồi này hình thức là nồi theo xe, không hú. Nhưng mà nồi nó đã bị dán lại bố nồi trước rồi anh em. Đây, dán lại bố nồi trước rồi nha. Thì bộ nồi này tình trạng là không hú nha, mình cam kết không hú luôn. Cứ hú là mình đổi bộ khác cho anh em. Thì bộ này Đạt bán cho anh em mức giá 85.000 nha, một bộ duy nhất. Thì bộ này thì tình trạng là nồi zin nguyên bản nha anh em nha. Đây, đế nồi là AAP GN5 zin nguyên bản hết nha. Đó, đây. Nồi sau đế là sau là AAP GN8. Đấy nha anh em nha, chuẩn nha. Chuẩn hàng zin cho anh em. Đấy thì nhông tình trạng là nồi nó còn rất là đẹp nha anh em nha. Nhưng mà có một cái là không biết sao chủ xe người ta dán bố thôi rồi. Mà Đạt thì đã nồi đã dán bố rồi là Đạt không có chơi, không có bán giá cao được nha anh em nha. Cũng không có bán đồ đẹp cho anh em được. Đã dán bố là mình cứ auto là phải bán rẻ thôi. Nhưng mà nồi này chạy trên xe thì không hú. Đấy. Thì một bộ nồi này nè, nồi rim Thái nhông dài đây nè. Nồi rim Thái nhông dài nha. Đúng cho anh em. Thì nồi này mình cũng đã đánh dấu cho anh em rồi, cho nên là về anh em sử dụng cứ gắn vô là xài thôi. Không có sợ hú đâu. Đấy, nồi zin nguyên bản cho anh em nha. Bộ nồi này Đạt bán giá là 85.000, giá cũ ngày xưa là 1.200.000, đợt này nó về được cái lô này nó giá nó tốt hơn thì bán cho anh em có 85.000 thôi, vẫn bao hú bao độ như bình thường nha. Thì cái giá này rất là rẻ. Nồi lúc nồi rim Thái chuông dài nè, anh em thấy không, cái phần đế chuông nó dài này, dài lên trên. Nồi này là gọi là nồi này là không có bị khớp nhiều nha anh em nha, nguyên bản cho anh em, vậy là sử dụng liền. Đó, bao anh em lên xe là cực kỳ chuẩn, đúng nồi rim Thái nha. Đế nồi GN5 AAP chọn cho anh em. Đó, thì anh em nào cần liên hệ với Đạt, 85.000 một bộ duy nhất nha. Thì giá này quá rẻ rồi. Anh em nào cần thì liên hệ sớm với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.